Bà Lê Xuân Diệp Tịnh, chủ quán bánh ướt lòng gà hen, 50 Tăng Bạt Hổ, phường 1, thành phố Đà Lạt, cho biết vô cùng bất ngờ khi được bạn bè thông báo quán mình bỗng trở nên hot trên mạng. Theo bà, nội dung được đăng tải rất phiến diện, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, danh dự của mình. Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 28 tháng 3, bà Tịnh kể lại, sáng ngày 24 tháng 3, một nhóm du khách gồm 26 người ghé quán bánh ướt lòng gà của gia đình bà ăn sáng. Sau khi ăn xong, nhóm khách này ngỏ ý muốn quay trở lại vào hôm sau để ăn bánh căn, quán bánh ướt lòng gà có bán thêm món bánh căn. Thấy đoàn khách số lượng lớn, bà đề nghị khách hàng đặt cọc trước để quán chuẩn bị, vì làm một phần bánh căn mất thời gian hơn những món ăn khác. Tuy nhiên nhóm khách không đồng ý. Sáng hôm sau, ngày 25 tháng 3, nhóm khách này ghé lại và gọi 26 phần bánh căn. Bà Tịnh cùng em gái là Lê Xuân Bảo Kim, hai người xuất hiện trong clip do du khách quay lại, giải thích là đợi phục vụ bánh căn sẽ hơi lâu. Đợi khoảng 30 phút, khách hàng có phàn nàn về chuyện đợi lâu và tỏ thái độ không muốn ăn nữa mà đổi sang quán khác. Sau khi quán có giải thích rằng đã làm được một số phần nhưng khách vẫn không chịu thì trong lúc lời qua tiếng lại, một nhân viên nam tại quán không giữ được bình tĩnh và có to tiếng nói nếu không ăn thì biến đi. Bà Tịnh thừa nhận người trong quán có to tiếng với khách. Sau khi ra khỏi quán, một số khách nữ quay trở lại cửa quán quay phim bằng iPad, bà Kim có lại gần và hất tay du khách, ngăn cản việc quay phim này. Tôi cam đoan chỉ có việc hất tay không cho quay phim nữa chứ không hề có việc hành hung như thông tin đã đưa, bà Kim cho biết. Theo bà Tịnh, bà vô cùng bức xúc vì mọi người mới chỉ được nghe thông tin một chiều. Vì trong quán ăn không có camera nên không có bằng chứng nhưng những người có mặt tại quán ngày hôm đó có thể làm chứng việc này, bà Tịnh nói. Qua làm việc với cơ quan chức năng, tôi rất mừng khi được nói lên tiếng nói của mình. Tôi là người Đà Lạt, làm ăn buôn bán ở đây nhiều năm. Chúng tôi rất cần khách chứ không phải kiểu làm ăn chộp giật. Chúng tôi rất buồn vì bị mang tiếng xấu. Bao nhiêu năm buôn bán làm ăn chúng tôi lần đầu gặp phải cảnh này, bà Tịnh phân trần. Trước đó, Tuổi Trẻ Online thông tin về vụ việc một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh đăng tải thông tin trên Facebook người Đà Lạt gồm hình ảnh và video trải nghiệm kinh hoàng tại quán bánh hen bánh ướt lòng gà 50 Tăng Bạt Hổ, phường 1, Đà Lạt. Trong bài viết, đại diện nhóm khách đăng lên mạng bài viết nói bị chửi bới, xúc phạm, nguyền rủa khi đi ăn bánh ướt lòng gà tại quán hen.